Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới Nhất. Ban biên tập luôn cập nhật những thông tin an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông, gió giật cấp 8, khả năng xuất hiện bão từ cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài tới tháng 8. Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết sáng ngày 5 tháng 5, vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển phía đông đảo Palawan của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km/h và giữ nguyên cường độ. Đến 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 5, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông nam của khu vực giữa Biển Đông, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 7 km, cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía đông khu vực giữa Nam và Nam Biển Đông có sóng biển cao 2-3 m. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nhưng xác suất không cao và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của Việt Nam. Trước ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm ngày 5 tháng 5 và ngày 6 tháng 5 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Nắng nóng năm nay xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt hơn so với năm 2022. Còn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2023. Không chỉ nắng nóng mà còn dự kiến có bão trong tháng 6, thông tin này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết khi nhận định về xu thế thiên tai đến cuối năm 2023. Nắng nóng và bão ra sao? Theo đó, từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hàng năm khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông,
và 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần từ tháng 11. Về nắng nóng, năm 2023 đã xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022. Trong tháng 4, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, cao điểm của nắng nóng sẽ là trong tháng 6, tháng 7 ở Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8 ở Trung Bộ, với khả năng cao xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Sang tháng 5 và tháng 6, Nam Bộ chấm dứt nắng nóng nhưng ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có thể kéo dài tới khoảng đầu tháng 8 ở Bắc Bộ và cuối tháng 8 ở Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ có lượng mưa xu hướng thấp, mùa mưa bắt đầu tương đương so với trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong các tháng mùa mưa bão, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa xu hướng thấp hơn đến sấp xỉ trung bình nhiều năm. Khả năng xảy ra mưa to dồn dập vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 ở Bắc Bộ như năm 2022 là thấp. Tại khu vực Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12, thời điểm chính của mùa mưa tại Trung Bộ, lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm tại khu vực này. Xu hướng thiếu hụt mưa có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa dự báo sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến hết năm 2023, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đỉnh lũ trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2, tương đương năm 2022, thấp hơn trung bình nhiều năm. Riêng các sông suối nhỏ báo động 2, báo động 3, các đợt lũ chủ yếu tập trung trong các tháng 7 và 9. Nguy cơ cao lũ tập trung tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc. Mùa lũ trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Các sông ở khu vực Trung Bộ xuất hiện tương đương hàng năm. Đỉnh lũ năm 2023 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận ở mức báo động 1, báo động 2. Có sông trên báo động 2 ở mức thấp hơn năm 2022. Các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3. Có sông trên báo động 3 ở mức sấp xỉ năm 2022. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu, các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Mùa lũ năm 2023 trên sông Mekong xuất hiện tương đương hàng năm. Đỉnh lũ năm 2023 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1. Tương đương đỉnh lũ các năm trước, đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.